Tại trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai đã diễn ra hội chợ mua sắm cuối năm 2023. Hội chợ do Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại và Quảng cáo Quốc tế CIAT Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đây được xem là cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quảng bá tiềm năng, lợi thế, thương hiệu, sản phẩm, tìm kiếm đối tác, phát triển, mở rộng thị trường. Hội chợ mua sắm cuối năm là chương trình xúc tiến thương mại thường niên của tỉnh Đồng Nai. Năm nay được tổ chức với quy mô gần 200 gian hàng đến từ Đồng Nai và 6 địa phương trong cả nước. Trong đó Đồng Nai có 30 doanh nghiệp với 30 gian hàng là các sản phẩm chủ lực OCOP. Hội chợ mua sắm cuối năm nay được tổ chức từ ngày 23 tháng 12 đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2024 với mục đích là tạo điều kiện cho bà con nhân dân địa phương mình có nơi vui chơi mua sắm vào dịp cuối năm. Và đặc biệt là hỗ trợ cho các doanh nghiệp của Đồng Nai, các chủ thể OCOP, các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu để trưng bày quảng bá sản phẩm tới người dân của địa phương. Điểm nổi bật của hội chợ năm nay là trong số 85 doanh nghiệp tham gia, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đăng ký nhiều gian hàng, xuất hiện nhiều sản phẩm truyền thống, thực phẩm hữu cơ và chủ yếu là hàng Việt Nam. Tại bên em cũng là mới, bọn em mới ra thị trường được hơn 6 tháng nay thôi. Nên bọn em cũng muốn là tham gia những cái hội chợ quảng bá sản phẩm như thế này á, để tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Sau đó thì tìm đối tác để mở rộng thị trường hơn. Thì rất may mắn thì cơ sở của Hai Sen của em thì được mời đi tham gia những cái hội chợ này, có những cái cơ hội được tiếp xúc với những khách hàng, được giới thiệu và quảng bá được sản phẩm của mình tới tay khách hàng nhiều hơn. Cũng giúp đó mà doanh số của công ty trong năm nay nó không giảm mà tăng được khoảng 30%. Năm nay nhìn chung các sản phẩm tại hội chợ đều có mức giá trung bình, phù hợp với nhu cầu hiện tại của người tiêu dùng. Thậm chí nhiều đơn vị đã tung ra các chương trình khuyến mãi ngay từ những ngày đầu. Riêng chính sách bán hàng thì chúng đã đưa ra nhất chương trình ưu đãi giống như giảm giá tất cả các sản phẩm 10%. Rồi với những đơn hàng mà trên 1 triệu sẽ tặng kèm sản phẩm. Ngoài hội chợ, dự kiến từ nay đến cuối năm, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai sẽ tổ chức các phiên chợ công nhân đưa hàng về nông thôn với cam kết hàng hóa có chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp.